Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tip tiếp theo ở trong VS Code. Đó chính là các thao tác khi các bạn làm việc với từng cái dòng code ở trong một file thì các bạn làm như thế nào. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái khá là hay mà mình thường dùng ở trong VS Code đó là gì? Đó là chức năng tab và shift tab. Các bạn nhìn thấy là trên file này hiện tại mình đang có mấy cái dòng code nó bị lệch như thế này. Đó. Thì thông thường các bạn sẽ sử dụng phím tab để các bạn đẩy nó thêm một cái tab, có nghĩa là mỗi tab này tương đương với 4 space này. Đó, có nghĩa là đẩy nó dịch ra về bên phải như thế này. Đó, tiến về bên phải. Còn shift tab thì nó sẽ ngược lại các bạn nhé. Mình muốn lùi tất cả các dòng này thì các bạn chỉ cần nhấn shift tab như thế này. Hoặc là mình muốn tiến tất cả các dòng này về bên phải thì cần chọn và nhấn tab. Đó, còn nếu mà các bạn muốn lùi thì nhấn shift tab. Tương tự đối với một dòng thì cũng tương tự như vậy này. Đó, và lùi lại này. Đó, thì đây là ý nghĩa của shift tab khi các bạn muốn lùi hoặc tiến một dòng nào đó theo chiều ngang về bên trái hoặc là về bên phải. Ok chưa các bạn? Và một cái tip khá là hay nữa mà mình hay sử dụng đó là khi các bạn muốn duplicate một cái dòng code hoặc là một cái đoạn code nào đó, thông thường thì chúng ta duplicate theo dòng thôi, thì các bạn có thể sử dụng cái phím đối với ở trên Windows thì nó sẽ là Alt, Shift và Up hoặc Down. Đó. Còn đối với Mac OS thì nó sẽ là Option, Shift, Up hoặc Down các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn. Ví dụ ở đây mình muốn là duplicate cái dòng này nhưng mà sẽ duplicate lên trước cái dòng đang có. Code của nó sẽ được duplicate lên trên. Thì mình sẽ sử dụng cái phím là Shift, Alt và Up như thế này. Đây, mình sẽ copy lên này. Đó, các bạn nhìn thấy. Đó, thì nó sẽ duplicate code lên phía trên. Còn nếu mà mình muốn duplicate cái dòng này và code nó sẽ duplicate từ dòng này trở xuống thì chúng ta sẽ sử dụng shift and down như thế này. Đây, mình sẽ thử để các bạn có thể thấy này. Đó, thì mình sẽ duplicate, nó sẽ rất là nhanh. Ok chưa? Ngoài ra thì còn một cái nữa đó là cách chúng ta có thể sửa nhiều dòng, sửa nhiều text giống nhau ở các dòng khác nhau. Ví dụ, mình muốn sửa chữ học lập trình web. Đây. Cái chữ web thì mình thay vì các bạn đi sửa chuyển sang là học lập trình mobile, các bạn phải đi sửa từng cái với copy như thế này. Đó, thì ở đây với Salam Tech thì các bạn không cần phải làm như vậy. Các bạn chỉ cần chọn web. Đó, và ở trên iOS thì chúng ta nhấn Command D, còn ở bên Windows thì sẽ là Control D, được chưa các bạn? Và ở đây mình sẽ chọn web và mình sẽ chuyển thành mobile thì nó sẽ thay đổi hết tất cả những chỗ mà chúng ta đã chọn. Đó, một lần thôi. Các bạn nhìn thấy, tương tự ở chỗ Suntech này, ví dụ mình sẽ để là suntech.edu.vn hoặc là chỗ mobile ở đây. Mình chuyển thành web thì bây giờ mình sẽ Ctrl D, đó để chúng ta chọn tất cả mobile chuyển thành web như thế này. Website, lập trình website. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ thay đổi ở tất cả các dòng các bạn nhé. Thì đấy là cách chúng ta có thể sử dụng để mà có thể sửa code nhanh hơn. Khi mà các bạn viết code, nó sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Ok chứ các bạn, video này mình sẽ dừng ở đây, các bạn hãy thử nó ở trên máy. Chúc bạn học tốt.